Cảm ơn Nguyễn Hồng Hưng. Kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa các quý vị đồng hương, các vị dân cử, ngày hôm nay chúng tôi cùng với các anh chị dân cử có mặt tại đây để mà cùng ủng hộ và đoàn kết với toàn thể cộng đồng Việt Nam chúng ta để mà tiếp tục tranh đấu. Không riêng gì, tôi xin nhấn mạnh là không riêng gì để mà tranh đấu cho sự tự do, dân chủ và nhân quyền mà chúng ta phải bảo vệ được ngay tại thủ đô của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cái sự xâm nhập của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như là cái nghị quyết 36 của họ. Bởi vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn có mặt tại đây để mà nói lên cái sự ủng hộ và đoàn kết cùng với toàn thể quý vị đồng hương trong cái công cuộc văn hóa vận của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Qua cái nghị quyết 36 của họ, chúng tôi biết rằng là đồng bào chúng ta, đồng hương chúng ta sẽ biểu tình và sẽ lên nói được cái quyền tu chính đáng số 1 của mình theo hiến pháp Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng xin nhắc nhở là chúng ta sẽ biểu tình cho cái tinh thần ôn hòa, nhưng mà nói lên được cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta là chúng ta không chấp nhận những cái sự xâm nhập công khai hoặc là bất công khai của các viên chức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi xin chúc mừng cũng như là chúc toàn thể quý vị trong cái cuộc biểu tình này thật thành công và đem lại, nói lại được cái tiếng nói quốc gia của đồng hương chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết và chúng tôi xin nhắc lại, dân biểu Trần Thái Văn là một vị dân cử đã từng lặn lội từ đây đi qua bên Thái Lan vô tận khám đường để thăm anh Lý Tống trong những ngày khó khăn nhất. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu anh chủ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do, có đôi lời tâm sự cùng bà con cô bác trước khi chúng ta khởi hành cái cuộc biểu tình. Xin chào tất cả các quý vị đồng hương, tất cả các hội đoàn đoàn thể từ khắp mọi nơi đến đây trong cái buổi lễ xuất phát cái cuộc biểu tình chúng ta để chống lại cái loại nhạc hội tuyên truyền của tình bảo hạ chiều nay tại Anaheim Arena. Bao giờ còn chế độ cộng sản Việt Nam độc tài đàn trị, dân tộc dân biển cho Trung Cộng đàn áp người dân ở trong nước, thì ngày đó người Việt tị nạn cộng sản sẽ sát cánh bên nhau để chống lại bảo quyền cộng sản, chống lại bất cứ sự xâm nhập nào, bất cứ lũ loạn nào, cũng như sự tuyên truyền của bảo quyền cộng sản qua nghị quyết 36 cũng như là bản tất cả những cái văn hóa luận hệ Việt kiểu vận của chúng. Bởi vậy chúng ta chào đón phái đoàn San Jose đã đến đây chiều nay cùng với Hùng Lý Tống. Chúng ta chào đón tất cả các phái đoàn của đồng hương ta từ San Fernando Valley đến Pomona Riverside và từ San Diego lên đây để cùng với đồng bào chúng ta tại Nam Cali để bày tỏ một cái lập trường chắc chắn rằng là chúng ta chống cộng cho đến khi nào đất nước và đồng bào chúng ta thực sự được tự do, dân chủ và nhân quyền. Vấn đề nghệ thuật trình diễn, chúng ta không chống lại công việc làm ăn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, vấn đề ranh giới quốc cộng rất là rõ ràng. Ngày nào mà tất cả những con buôn và cách này và cách kia tiếp tay cho chế độ cộng sản, đó là tay sai cộng sản. Và chúng tôi kêu gọi đồng hương bằng tất cả mọi cách tham gia cuộc biểu tình cũng như là không tham gia bất cứ cuộc những cái đại nhạc hội, những chương trình như vậy. Thì một khi mà chúng tổ chức những chương trình như vậy thất bại, thì chắc chắn là chúng ta những người dân nắm cái quyền gọi là thành công thất bại của cái đại nhạc hội đó. Cho nên một lần nữa chúng ta sẽ kêu gọi tất cả mọi người tẩy chay bằng mọi cách những cái chương trình mà gọi là văn hóa vận của cộng sản. Còn chúng tôi xin cảm ơn đồng hương đến đây ngày hôm nay và chúng xin nhường lời lại cho ban tổ chức. Buổi lễ xuất phát có tính cách nghi thức ngày hôm nay tới đây tạm ngưng và chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Phan Kỳ Nhân và chiến hữu Nguyễn Phục Hưng lên tuyên bố lễ xuất phát bắt đầu.
chúng tôi và bài chiến hữu hơn. Chúng tôi xin long trọng tuyên bố lễ xuất phát chúng ta bắt đầu. Các chiến hữu như huynh trưởng Lê Văn Nhật và Phan Văn Chính sắp xếp để đồng hương ra phía sau lên xe, vì tất cả xe buýt đều đậu phía sau. Mỗi xe buýt chúng ta đi theo nguyên tắc là 60 người, nhưng chúng ta có thể đi chặt cho hơn là đi 70 bác cũng được. Xin tranh nhận điều động để cho đồng hương tuần tự ra sau để lên xe. Quý khán giả, chúng tôi được gặp luật sư Trần Sơn Hà thuộc ban tổ chức cuộc biểu tình chống văn hóa của Việt Cộng. Xin luật sư cho biết cảm nghĩ của luật sư về cái vụ biểu tình này. Dạ vâng, thì trước hết á, khi mà chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta phải luôn luôn nhớ cái căn cước tị nạn cộng sản của chúng ta. Và cộng sản nó tưởng rằng sau 35 năm chúng ta quên với căn cước, và kỳ này chúng nó thách đố cộng đồng chúng ta. Mà nhờ cái việc đó chúng ta thấy rằng cái tinh thần của đồng hương của chúng ta luôn luôn là vững mạnh. Và chúng tôi, ủy ban đặc nhiệm chống văn hóa vận cộng sản, không có chống một cá nhân nào. Chúng tôi chống là chống cái chính sách kiều vận của chế độ cộng sản Việt Nam, bằng và cái điển hình là sự hiện diện của tên văn công cộng sản Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay. Nó đã bị rất nhiều cảnh cáo nhưng mà vẫn ngang nhiên thách thức cộng đồng, và ngày hôm nay cộng đồng của chúng ta ở đây biểu tỏ cái thái độ của chúng ta trước những cái thách thức của tên cộng sản. Thưa luật sư có thể cho biết rằng cái tác dụng của cái cuộc biểu tình này cũng như là biểu tình ở trên San Jose nó sẽ gây được những cái lợi ích như thế nào? Cái việc quan trọng, cái điều mà chúng tôi muốn gửi là gửi một cái thông điệp cho những người cầm quyền cộng sản Việt Nam, để họ biết rằng họ không có thể nào vào cái cộng đồng của chúng ta để mà khuynh đoán cái cộng đồng, để chia rẽ cái cộng đồng. Và chúng tôi luôn luôn đứng chung lưng với nhau để chống lại tất cả những cái âm mưu nào của cộng sản Việt Nam muốn thôn tính cái cộng đồng hải ngoại. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh, quý vị. Nếu quý đi đường nào các xe đi chung được thì mình nên sử dụng xe đi chung, cá nhân 4 người một xe, 5 người.